Nỗ lực chuyển tải thông tin đến quý khán giả trong buổi sáng hàng ngày, chúng tôi không quên cập nhật những thông tin nổi bật trên các báo. Báo Vietnamnet vừa đưa tin chính phủ đồng ý giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Thông tin này chắc chắn được nhiều người quan tâm. Đưa tin về nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự, xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do chính phủ vừa ban hành. Báo Vietnamnet cho biết từ 1 tháng 12 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu quy định hiện hành. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ trở về như trước. Theo Bộ Tài chính, việc giảm 50% thuế lệ phí trước bạ sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà phân phối, tiêu thụ được lượng xe tồn kho kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cũng như nối lại chuỗi cung ứng gia tăng sản xuất. Thưa quý vị, sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long không được kiểm soát có thể khiến đồng bằng chìm xuống dưới mực nước biển, làm tăng theo cấp số nhân những thách thức và chi phí bảo vệ đất đai khỏi tình trạng ngập lụt thường xuyên. Cảnh báo trên của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún 1cm một năm, với tốc độ trung bình lên tới 5,7cm một năm tại một số địa điểm. Sụt lún gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, mất đất và gia tăng lũ lụt. Báo Sài Gòn Giải Phóng trích đăng nghiên cứu của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho biết, đồng bằng sông Cửu Long đang mất dần độ cao trong những thập kỷ qua. Tốc độ bồi lắng quá nhỏ với lượng phù sa hạn chế do việc xây dựng đập ở thượng nguồn, không bù lại được với tốc độ sụt lún, mức độ và tần suất lũ, tình trạng khai thác cát dọc theo các con sông gia tăng. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, phần lớn diện tích của đồng bằng sông Cửu Long sẽ nằm dưới mực nước biển trung bình vào cuối thế kỷ 21. Báo Thanh Niên đưa tin Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc xử lý đối với ông Ngô Thanh Long về việc ông Long có những lời lẽ nhục mạ báo chí trong buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty Đài Nam. Theo báo Thanh Niên, tại buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông, ông Ngô Thanh Long đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Long về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Một thông tin được nhiều báo đăng tải đang thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến vụ việc một hộ dân tại Quảng Ngãi nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, số 9 gây ra năm 2020 với số tiền chỉ 2.000 đồng. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đây là sự việc có thật, bởi qua kiểm tra hộ này chỉ bị thiệt hại 70% một cây chuối. Theo lãnh đạo xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Ngãi, trước khi người dân nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, xã Tam Vinh đã niêm yết cụ thể số tiền cho người dân tại nhà văn hóa các thôn. Do người dân chưa quan tâm đến chuyện này nên khi đến nhận số tiền như vậy đã bất ngờ. Được biết, toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được nhận hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 gây ra vào năm 2020. Qua rà soát mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp, dưới 20 triệu đồng có 62 trường hợp.